Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2023, Công an xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội nhận được tin báo về việc phát hiện một thi hài nam giới trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường đi ra Nghĩa Trang, thôn Bầu, xã Kim Trung. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đông Anh xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nghi vấn sát hại người cướp tài sản, nên đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm pháp y, tổ chức điều tra theo quy định. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều chất màu nâu đỏ và một đôi dép lê màu đen. Nạn nhân thiệt mạng trong tư thế nằm ngửa tại bụi cỏ ven đường. Trên người nạn nhân có 4 vết thương. Áo khoác màu vàng xanh của hãng xe công nghệ Bi có dính huyết, mũ bảo hiểm, khẩu trang vẫn đeo. Không thấy giấy tờ tùy thân, tài sản, ví, tiền, điện thoại và xe mô tô của nạn nhân tại hiện trường. Nạn nhân là anh Đặng Nông Dũng, 25 tuổi, quê ở thôn Me, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Hiện ở ngõ 477 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Làm nghề xe ôm công nghệ cho hãng dịch vụ Bi. Khi nghe tin anh Đặng Đông Dũng, 25 tuổi, nam tài xế xe ôm công nghệ trú tại xã Sơn Lai bị sát hại, cướp tài sản, rất đông người thân, hàng xóm và bạn bè đã đến động viên chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình nạn nhân xấu số. Nỗi đau quá lớn ập đến bất ngờ khiến gia đình nạn nhân sốc nặng. Trong ít ngày, khuôn mặt của người mẹ đã trở nên tiều tụy, hốc hác do khóc cạn nước mắt. Còn ông Sinh là trụ cột gia đình, dù đã cố nén nỗi đau vào lòng, nhưng không thể che đi đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Nén nỗi đau vào lòng, ông Sinh kể, gia đình ông Sinh được 2 người con, sau Dũng còn một em gái đang học đại học. Từ nhỏ Dũng đã tỏ ra là người con hiền lành, hiếu thảo và chăm chỉ học hành. Năm 2019, Dũng thực hiện nghĩa vụ quân sự, 2 năm sau thì xuất ngũ và về làm việc ở quê. Tuy nhiên do mức thu nhập chỉ khoảng 3-5 triệu đồng mỗi tháng, Dũng đã quyết định lên Hà Nội xin việc và đi làm để kiếm thu nhập. Người cha nghẹn ngào, gia đình tôi làm nông nên cũng không khá giả. Dũng là đứa thương bố mẹ nên thấy ở quê thu nhập thấp, con đã quyết định lên Hà Nội tìm việc. Chúng tôi cũng biết công việc của con vất vả, có những khi phải chạy xe ôm cả đêm rất nguy hiểm nên đã khuyên con hạn chế, nhưng Dũng nói không sao, đi nhiều thành quen rồi. Lên Hà Nội được một thời gian có thu nhập cao hơn nên thỉnh thoảng Dũng gửi tiền về biếu bố mẹ. Hay những ngày nghỉ lễ, anh cũng tranh thủ về thăm gia đình. Mới đây nhất, Dũng đã về quê thăm gia đình vào ngày 15 tháng 7, sau đó trở lại thủ đô làm việc. Ông Sinh xúc động. Trưa 16 tháng 7, nó còn gọi điện dặn tôi cất hộ con đôi dép, rồi hỏi han bố mẹ như mọi khi, sau đó mới đi làm. Vậy mà đó lại là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi với con trai mình. Nghĩ đến mà đau xót quá. Ông Sinh kể, từ ngày biết tin sốc, vợ ông ngất lên ngất xuống, tinh thần luôn trong tình trạng không ổn định. Chúng tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Nhìn vợ con khóc cạn nước mắt, trong lòng tôi đau lắm, đau không thở được. Ông hy vọng pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh kẻ đã cướp đi sự sống của con trai ông. Là bạn thân của nạn nhân Dũng, chị Loan trú tại huyện Nho Quan cho biết, đến thời điểm hiện tại chị vẫn chưa hết sốc khi người bạn của mình bị sát hại dã man. Càng xót xa hơn khi qua các phương tiện truyền thông, chị nghe được lời khai lạnh lùng của đối tượng đã gây ra án mạng cho bạn mình. Chị Loan chia sẻ, tôi và Dũng chơi với nhau gần 10 năm nay. Anh ấy hiền lành, chịu khó, vui vẻ, hòa đồng và luôn được mọi người quý mến. Trong mối quan hệ bạn bè, Dũng luôn hết mình hỗ trợ, kể cả vào giữa đêm. Nếu bạn bè nào cần giúp, Dũng sẵn sàng đến giúp. Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Thượng tá Quảng thông tin, khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, Công an xác định đây là vụ án sát hại người, cướp tài sản. Đối tượng gây án đã vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh. Đặc biệt nghi phạm không dùng điện thoại nên việc truy dấu vết rất khó khăn.
Thượng tá Quảng nói, căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, chúng tôi khẳng định động cơ mục đích gây án của đối tượng là để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Bên cạnh đó, đối tượng này rất có thể từng có tiền sử nghiện hút, am hiểu địa bàn. Phó trưởng phòng PC02 cho hay, ngoài việc thu thập chứng cứ tại hiện trường, loại trừ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, một mũi trinh sát khác cũng liên tục rà soát, tìm hiểu nhân thân của nạn nhân, tìm hiểu quãng đường nạn nhân di chuyển từ bến xe Mỹ Đình đến nơi xảy ra vụ án. Trong khi đó, Đại úy Nguyễn Quang Đỉnh, cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đông Anh cho biết, một khó khăn khác trong việc tìm ra thủ phạm gây án đó là hiện trường là một cánh đồng vắng vẻ, ít người qua lại. Đại úy Đỉnh nói, ở đây không có camera vì toàn là đồng ruộng. Qua công tác điều tra ban đầu, chúng tôi đã gặp gỡ được những quần chúng nhân dân, những người đi làm vào giờ đó để nhận biết thông tin, từ đó loại trừ và truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội bắt giữ nghi phạm Lê Văn Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng sau 30 giờ gây án. Nghi phạm là Lê Văn Công, 33 tuổi, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tại cơ quan công an, Công khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do không có tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ. Khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 7, Công chuẩn bị một vật sắc nhọn từ nhà để vào trong túi đeo mang theo người, rồi bắt xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình, Hà Nội. Công lang thang đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại. Đến khoảng 20 giờ 45 cùng ngày, Công gặp anh Dũng mặc áo hãng dịch vụ bi đang điều khiển xe máy một mình, nên Công gọi xe và thuê anh Dũng trở về xã Nam Hồng với giá 100.000 đồng. Khi anh Dũng đang chở Công đến khu vực đường kênh giữa đối diện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 thuộc thôn Bầu, thì Công yêu cầu anh Dũng rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu để tìm cơ hội ra tay sát hại nạn nhân. Khi đến khu vực cách đường kênh giữa khoảng 100m, phát hiện không có người qua lại, Công yêu cầu anh Dũng dừng xe. Lúc này Công ngồi phía sau dùng vật sắc nhọn tấn công anh Dũng. Anh Dũng vung tay chống cự thì bị Công tấn công liên tiếp 3 nhát. Sau khi thấy anh Dũng ngã gục xuống đất, Công kéo nạn nhân vào bờ cỏ. Sau đó Công lấy một điện thoại, một túi sách của nạn nhân, bên trong có 50.000 đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh, thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đến ngày 17 tháng 7, Công về nhà cất giấu hung khí gây án tại nhà. Khoảng 15 giờ 50 ngày 18 tháng 7 năm 2023, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng Lê Văn Công, 33 tuổi, trú xã Kim Trung, huyện Đông Anh, tại nhà riêng của nghi phạm để điều tra về hành vi sát hại nam tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Đông Anh làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.